Hello anh em, hello mọi người, chào mừng anh chị em quay trở lại bộ môn bát và đĩa anh em ơi. Thì nói bát đĩa cũng đúng rồi đúng không? Bởi vì cái bộ môn này nó có cái bát và có cái đĩa, thì mình cứ gọi nó là bát đĩa đi. Đấy, thì với bộ môn bát đĩa online này thì nó khác với bộ môn bát đĩa ở ngoài như gì ạ? Ở ngoài thì nó chỉ có là chẵn và lẻ thôi. Còn ở online này thì anh em nhìn đi, nó có hẳn 6 cửa cho anh em mình gọi là thoải mái đặt cược. Đấy, kiếm thêm thu nhập từ 6 cửa này anh em nhá. Tiếng này đá và còn lẻ đi nhờ, tiếng mới vào đi sơ sài trước, hai cụ trước mở bát trước anh em ạ. Đấy, mình sẽ đặt cả ba cửa nhé để kiếm thêm thu nhập, kiếm thêm tiền lãi đúng không, ở những cái cửa vị của nó. Ok, húp tiếng đầu tiên quá là đỏ luôn, bạn đã thấy còn ba đỏ đấy chứ. Đấy, thì ở ngoài anh em chỉ có là bán chẵn mua lẻ thôi, chứ làm gì có những cái tay gọi là đặt ba đỏ hay đặt ba trắng như này, hay đặt tứ tự trắng hay đặt tứ tự đỏ ở đây đúng không? Không có đâu nhá. Đặc biệt là anh em đặt, nếu mà anh em mình kiểu tự ý mở bát phát là à, thằng kia mày cho tao xin cái tay đấy, kiểu mà đòi xin tay xin chân nhau đấy, mình cũng không thích, rồi chửi bới nhau sùm lên, mình cũng chả thích kiểu đấy rồi đúng không? Nên là mình chơi văn hóa hơn, mình vào 6-8 cái bài mình chiến bộ môn online này nó sẽ gọi là thoáng hơn đúng không? Đỡ phải đánh chửi nhau mệt mỏi đúng không? Đỡ phải cái chữ nhau làm gì đúng không ạ? Thế nên là đấy là cái lợi ích của chơi bộ môn online nhá anh em nhá, bộ môn bát đĩa online nhá. Nó sẽ có gọi là không có hai cửa chắn và lẻ nữa. Đấy, như ở ngoài chỉ có hai cửa chắn và lẻ thôi, chưa trong này ngoài cửa chắn và lẻ ra. Anh em có thể phang vào những cái cửa vị. Đấy, những cửa vị của nó là lần lượt là hai cửa tứ tự của bên chắn là ba đỏ và ba trắng này. À đâu, xin lỗi anh em, tứ tự đỏ và tứ tự trắng nhầm, cái mồm cứ quen anh em ạ. Tứ tự đỏ và tứ tự trắng nhá. Xong là bên vị lẻ thì có ba trắng và ba đỏ, tỷ lệ ăn rất là cao luôn. Đấy, tỷ lệ ăn rất là cao. Nên là mình hôm nay mình sẽ áp dụng cái phương pháp của mình là chơi cả ba cửa luôn anh em nhá. Đi nhỏ thôi. Đấy. Ăn rồi thì đi nhỏ nhẹ lại thôi đúng không? Mình đang bú mà thì mình đi nhỏ nhẹ đáng yêu vào đi, đúng không? Đấy, nó sẽ không có những cái pha gọi là đòi ăn lấy chân lấy tay của nhau nữa, không né được những cái pha mà ném bát thần trưởng anh em ạ. Đấy, nó sẽ gọi là bảo toàn an toàn cho anh em hơn đúng không ạ, giữ an toàn cho anh em hơn với những cái pha gọi quăng bát quăng đĩa đúng không. Đấy là một cái điều có lợi có ích vô cùng lớn cho anh em rồi. Anh em ngoài đang chơi đang mở bát hoành tráng thì đùng một cái bát đâu rơi thẳng đầu anh em, á thằng này bịp bảo cho tao xin cái tay đấy, kiểu đấy các anh em ạ. Thế anh ngửi đỡ làm sao được đúng không? Đặc biệt là ở đây anh em có thể kiếm rất là nhiều gọi là cách kiếm lãi ở trên này, đặc biệt là ở những cái cửa gọi là ba trắng ba đỏ hoặc là hai cửa tứ tự anh em ạ. Nếu anh em mình không bắt được bạch thủ một vị ấy, thì anh em có thể nhìn thấy cái cách đi của mình như này đúng không? Với cái cách đi như này của mình thì sẽ giúp anh em có thể nhận dạng dễ hơn về những cái đường cầu kèo nó, mà không cần bất kỳ một cái đường nhìn kèo như cầu nhìn kèo gì cả. Với cầu đang bệt như này thì mình cứ bám bệt mình chơi thôi đúng không ạ? Đấy, với cái phương pháp này thì anh em phần đa là anh em sẽ hiểu được rồi. Mình chỉ chơi vào một cửa hoặc cũng có thể là đánh bên chắn. À mà anh em lưu ý nhé, đánh bên chắn thì mình đánh cái cửa chắn thì mình sẽ đi hai cửa tứ của nó nhỏ hơn một chút xíu đúng không? Ok, vẫn húp lẻ này. Đấy, đánh cửa chắn thì mình sẽ đi cửa tứ của nó sẽ là 1 phần 10 cái số tiền mà anh em mình đặt vào cửa chắn thôi. Tức là anh em mình đặt một củ thì anh em mình sẽ chỉ nên vào, ví dụ anh em đặt một củ vào cửa chắn đúng không? Mình chỉ lót tứ mỗi bên là 100 thôi, tức là mình sẽ đi 100 tứ thôi. 1 phần 10 mà anh em, 1 phần 10 thôi nhá. Bởi vì cửa tứ tử nó hiếm khi nó ra nên là đi với cái cách chơi đấy nó sẽ gọi là đỡ hơn cho anh em đấy. Nếu như mà anh em mình đánh được như cửa lẻ này nó có cái khác của nó. Vì nó cái cửa ba đỏ và ba trắng nó sẽ rất nhiều khi nó về liên tục anh em ạ, nó về liên tục luôn, bởi vì cửa nào cũng nhân to mà. Nó về đều luôn chứ không cửa im như cửa tứ nhá. Nếu mà anh em đặt đúng như thế này nhưng mà áp dụng ở bên chẵn ấy thì anh em sẽ chỉ gọi là âm lỗ thôi, ăn chẵn cũng lỗ đúng không ạ? Mình sẽ đặt, nếu mà như anh em đặt tứ một củ này, tứ trắng một củ, tứ đỏ một củ và ba và chẵn một củ. Đấy. Những cái trường hợp đấy nhá thì nó sẽ dễ rất là kiểu như là lỗ cho anh em ăn chẵn phát anh em mất bà nó hai củ tiền tứ rồi, thành ra là âm một củ đúng không? Anh em ăn tứ được phát thì nó lại đổ hoa luôn, nhưng mà tỷ lệ về tứ nó chỉ là 20 hoặc là 15 trên 100% tỷ lệ nó về rồi em ạ. Đấy, thế nên là anh em mình nên thế này có nên đá và chẵn không ta? Đây mình sẽ làm mẫu cho anh em một lần đánh chẵn nhá. Ví dụ tiếng này mình sẽ đi hai củ và chẵn. Đấy, mình sẽ đi hai củ chẵn nhá. Mình sẽ đi mỗi bên tứ là
200 đấy đúng không ạ, đi như này đúng không, để làm mẫu cho anh em xem đúng không ạ, đi hai cửa tứ biên tức là 1 phần 10 nhá, 1 phần 10 của cái số tiền anh em đặt vào chẵn thôi đúng không ạ, chứ anh em không nên đi 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 to bằng chẵn, to bằng cửa chính của nó, cửa chính nó sẽ khác anh em nhá, đi cửa chính nó sẽ có cái khác, húp luôn cái tứ đỏ, ui sợ ơi nó phải nhức cái nách anh em ơi, nhức cái nách luôn. Xem tay này đánh gì đây, húp ngay cái tứ đỏ anh em ạ, lãi được 27 củ rồi. Tiếng này không biết về tứ như này đánh đấm cái gì đây, đánh vật chẵn tiếp ta, mà lại mông lung thế nhỉ, cứ đánh chẵn đi anh em ạ, nhưng mà đá nhẹ thôi nhá, đá nhẹ thôi. Tiếng này lót tứ là cũng vẫn như mình nói nhá, mỗi bên tứ là 2 lít của hai cụ anh em ạ, đấy 2 lít của hai cụ, mình sẽ gọi là đánh cửa chẵn hai cụ, tứ mình sẽ đi với số tiền là 1/10 của cái cửa đánh chẵn đúng không ạ, thì nó mới có thể là nó anh em thu lãi được, chứ anh em mình đặt ba cửa tiền bằng nhau như bên lẻ thì anh em sẽ toang lắm, ăn mà vẫn lỗ đấy anh em ạ. Còn bên lẻ nó lại khác nhá, bởi vì nó về khá là đều nên là mình mới có thể là chốt hạ những pha như vậy được. Ui xồi ôi, nó về lẻ ba trắng đấy anh em ạ, suy nghĩ vãi lên. Thôi anh em ạ, coi như là không sao, coi như là một cái tai nạn nhá, ăn thông từ nãy giờ về rồi coi đúng không, ăn thông từ nãy về rồi phải có cái gì gọi là ấy chứ, lưu luyến chứ đúng không, không nên ăn tham quá đúng không ạ. Về lẻ này gay go nhỉ, lẻ này chẳng biết đánh gì nữa đây, cầu kiều không biết đánh theo xu hướng cầu nào anh em ạ, cứ bỏ qua tay này đi anh em ạ, bỏ qua nhá, mà thôi cứ đánh đi, đánh bà nó tay này đi, nên đánh nên bỏ mông lung thì tức tức là bỏ qua tay này, suy nghĩ hai suy nghĩ trong đầu xuất hiện đó là biết nên đánh hay nên bỏ thì anh em nên cứ nên bỏ qua đi anh em ạ, nên cái này nó không phải như xổ số miền Bắc mà nó có thể là quay nó lật bát cả ngày luôn được đúng không ạ, thì anh em đã thấy cái lợi ích của anh em khi mà anh em chơi cái bộ bốn bát đĩa online này chưa đúng không, là mình chỉ gọi là trong vòng vài phút thôi mình đã có thể là kiếm được 24 củ rồi đấy, rất nhanh rất gọi là ok la luôn, kiếm vị kiếm việc ngon canh đúng không ạ, chứ nó không như kiểu như là bên ở ngoài nhá, bên ngoài anh em mình đặt một được một, đây có thể là đặt một được 3,9, đặt một được 15, nhưng mà ở ngoài thì chỉ một nhân một thôi đúng không ạ, thỉnh thoảng anh em có nhà cái có mấy thằng là làm cái nó báo bán chẵn, thằng nào mua không chẵn thừa mặt đấy, anh em mua vào phát xong là nó có cái chip rung bật rung phát lắc mẹ xong một lẻ đấy, thế là anh em mất luôn ngủ ngay đúng không, tiếng này đá vào con lẻ đi nhờ, làm tiếng chung kết rồi nghỉ thôi anh em ạ, lãi rồi làm tiếng chung kết nghỉ thôi đúng không nhờ, 200 nữa đấy thế này rồi chung kết như thế này rồi anh em ạ, ui rồi vẫn gãy, thôi nghỉ thôi anh em ạ, lại to được 20 củ rồi, đúng ra là 27 củ nhưng mà đánh mấy tiếng ẩu quá đấy. Đấy thì anh em đã thấy được cái lợi ích của anh em khi anh em chơi cái bộ môn bát đĩa online nó sẽ được thể hiện hết ở đây anh em nhé. Còn bây giờ đối với mình thì sẽ đôn kèo để đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em trong những video tiếp theo của mình. Bye anh em nhé.